Sơn kính cách nhiệt Nano Sketch, công nghệ chống nắng mới thay thế phim cách nhiệt, giảm ngay 8 đến 15 độ C khi lan lên kính, khắc phục các nhược điểm của phim cách nhiệt như không làm tối phòng, không bị bay màu, không bong mép rỗ khí trong 20 năm sử dụng, có giá thành thấp hơn phim cách nhiệt. Nano Sketch, nhà cực mát, kính cực trọng. Truy cập ngay website sketch.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết. Điều gì ẩn sau cách ứng xử không giống ai với khách hàng cũ của VinFast? Việc dành quá nhiều đặc quyền cho khách hàng cũ của VinFast trong mắt người dùng có thể là điều khó hiểu, nhưng với những chuyên gia trong ngành marketing thì đó lại là một mũi tên trúng được nhiều đích. Mũi tên của VinFast không chỉ là lấy lòng người dùng, tăng doanh số mà còn có thể mở ra những thông lệ mới cho cả thị trường. Tầm nhìn xa và triết lý sống còn của VinFast. Vạn quà tri ân, tin yêu lan tỏa là chương trình tri ân được VinFast tung ra hồi cuối tháng 7 2020 đã gây choáng váng cho cả thị trường vì độ khủng của nó. Hàng nghìn món quà, mỗi món lên tới 240 triệu đồng. Đặc biệt, đối tượng được thụ hưởng chính sách độc đáo này lại là cả vạn khách hàng cũ, trong đó có những người đã mua xe tới cả năm trời. Nhận định về cách làm chẳng giống ai này, chuyên gia thương hiệu Ngô Đức Hải, hiện là giám đốc mảng chiến lược thị trường công ty Fujila Việt Nam, thừa nhận rằng đó là tầm nhìn xa của một doanh nghiệp lớn như VinFast, nhằm tránh rơi vào cái bẫy phát triển nóng để mở rộng tệp khách hàng mới. Đó là bài học lớn với rất nhiều các doanh nghiệp trên thế giới, bởi chi phí để có được một khách hàng mới tốn gấp 5 đến 7 lần so với chi phí duy trì khách hàng hiện có. Trong khi đó, với một chu trình phát triển, tốc độ tăng trưởng bán hàng với các sản phẩm mới sẽ ngày càng giảm, lợi nhuận biên giảm dần. Doanh nghiệp khi ấy mới tính đến việc tạo ra quan hệ với khách hàng cũ thì mọi thứ dường như đã quá muộn. Theo lời ông Ngô Đức Hải, marketing hiện đại đang có một khái niệm mang tính chất kim chỉ nam, đó là khách hàng cũ quan trọng không kém gì so với khách hàng mới. Vị chuyên gia bóc tách trong hàng chục các lý do khiến cho người tiêu dùng lựa chọn một thương hiệu thì giá cả, mẫu mã, chất lượng thường chỉ đem lại sự thỏa mãn tức thời vì hợp với điều kiện tài chính, thị hiếu tại thời điểm ấy. Thế nhưng, dịch vụ, chính sách hậu mãi mới là thứ duy trì được lòng tin, cảm tình của một khách hàng với nhà sản xuất. Ông Ngô Đức Hải nói, thông thường người dùng có xu hướng hành động theo đám đông. Thế nên, khi một người cảm thấy sản phẩm dịch vụ của VinFast mang lại cảm xúc yêu thích, tin tưởng, họ sẽ giới thiệu với bạn bè, người thân. Một cách vô tình, mỗi khách hàng trung thành chính là đại sứ cho thương hiệu họ tin tưởng. Dưới con mắt của một chuyên gia marketing, ông Hải gọi đó là hiệu ứng lan truyền, social proof. Với ông, đó là hướng đi mang tính sống còn với các doanh nghiệp thời nay, đặc biệt là ở Việt Nam, khi mà phương thức truyền thông cá nhân, tức là truyền miệng, vẫn được tin tưởng hơn cả. Và ông Hải cũng không quên đưa ra dự đoán rằng VinFast ngay từ đầu đã hiểu về triết lý ấy, chưa bao giờ bỏ sót khách hàng cũ. Cùng với chất lượng tốt, đó sẽ là nền móng quá tốt để hãng xe Việt đi xa hơn so với các đối thủ. Hành trình phá băng không đơn độc. Từ VinFast nhìn ra bức tranh cả thị trường, chuyên gia marketing Vũ Lê Tùng, quản lý marketing công ty Hưng Hải tại Hà Nội, đặt mình ở góc độ khách hàng để chỉ ra rằng thị trường cần những người tiên phong như hãng xe Việt. Ông đặt ra câu hỏi, không chỉ trong ngành ô tô, tất cả các thương hiệu hiện tại ở Việt Nam dành tỷ lệ bao nhiêu phần trăm trong các chiến dịch marketing để chăm sóc khách hàng cũ. Con số theo ông tiết lộ với một số nhãn hàng có thể là số 0 tròn chỉnh trong suốt vài năm. Những chương trình liên quan tới khách hàng cũ nếu có thì cũng chỉ là một dịch vụ một cách thụ động khi khách hàng cần bảo hành hay bảo dưỡng. Ông Tùng nói, có vẻ chính các doanh nghiệp đang có những cái bắt tay ngầm để hạ thấp chất lượng hậu mãi. Khi mặt bằng chung của cả thị trường đồng loạt bị kéo xuống thì người dùng hầu như không có sự so sánh và có thể là còn vui vẻ chấp nhận với cách đối xử như vậy. Theo ông, đó là lý do vì sao khi VinFast liên tiếp tung ra những chương trình tri ân khách hàng cũ thì nhiều ý kiến ban đầu thì cảm thấy bất ngờ, bán tín bán nghi. Phân tích sâu hơn về cách làm của hãng xe Việt, ông Vũ Lê Tùng nhắc tới nguyên tắc cơ bản 4 chữ P trong marketing đang được các hãng xe áp dụng khá là triệt để. Đó là product, sản phẩm, price, giá cả, place, địa điểm, promotion, quảng bá. Tuy nhiên, 4 chữ P này theo ông thì mới chỉ tập trung vào khâu trước bán hàng. Ông nói các doanh nghiệp đã vô tình hoặc là cố ý quên một chữ P thứ 5 vô cùng quan trọng, đó là post-sales service của dịch vụ hậu mãi. Bởi thế, vị chuyên gia đánh giá cao cách làm, theo lời ông là phá băng của VinFast. Ông lên tiếng, đã tới lúc người dùng cũ xứng đáng được chăm sóc như những khách hàng thực sự. Vị này ví von VinFast như người tiên phong và thông thường đi liền với tiên phong sẽ là đơn độc. Tuy nhiên, theo quan sát của ông thì hướng đi của hãng xe Việt đang nhận được sự ủng hộ ngày một lớn của người tiêu dùng. Ông nhận xét, trong một thị trường mở như ô tô, khi người dùng đã hình thành một chuẩn mực mới thì các hãng xe buộc phải tham gia vào cuộc chơi. Ở chiều hướng ngược lại, chuyên gia thương hiệu Ngô Đức Hải phân tích thêm, không có một sản phẩm nào tung ra thị trường có thể đáp ứng được tất cả các nhu cầu của người tiêu dùng. Bởi thế, việc duy trì quan hệ tốt với khách hàng cũ như VinFast cũng chính là cơ hội để cho hãng xe hoàn thiện và làm thỏa mãn được người dùng với những sản phẩm có giá trị hơn. Tức là trong cái vòng tuần hoàn khép kín ấy, Người dùng không chỉ được chăm sóc, được trân trọng, tặng quà mà chính hãng xe cũng được cải thiện chất lượng, quy trình làm việc. Sản phẩm sau đó sẽ phục vụ người dùng tốt hơn nữa. Đó mới là cách làm thực sự bền vững. Anh Dương, Nhịp Sống Kinh tế, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay dinhnghiastudio@gmail.com, số điện thoại 0964 002 593.